Linh kiện laptop tin cậy 100 xin chào các bạn nhé. Thì ở video này thì linh kiện laptop tin cậy 100 sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp và thay pin laptop cho Dell Invision 14 7000 series. Cụ thể hơn con này có tên là Dell Invision 14 7460 các bạn nhé. Quả pin này thì hiện tại nó đang sử dụng là pin của mã của nó là quả pin liền. Thì bên mình có sẵn hàng cái quả pin liền này. Mã của quả pin đang chạy cho con Dell Invision 7460 là quả pin mã là VKDXOR các bạn nhé. Thì quả pin này là pin mới này, bảo hành là 6 tháng và có sẵn tại shop của linh kiện laptop tin cậy 100. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái hướng dẫn cho các bạn cách tháo lắp và thay quả pin này. Đây chính là con Dell Invision 7460 các bạn nhé. Thì để thay cái quả pin cho con máy này thì bây giờ các bạn bóc tháo hết toàn bộ cái phần ốc này ra cho mình này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tháo ốc ra. Kiếm một cái hộp ốc đây rồi. Đây ra. Đấy các bạn tháo hết ốc rồi nhá. Vừa rồi mình kiểm tra thì dưới con trạch này này và con trạch này thì nó lại không có ốc các bạn ạ. Cái này nó kêu lách cách, tức là nó không thể ra được. Tương tự con này cũng thế nhá, nó đang có một cái gen ở bên trong và nó không cho phép là bay ra. Thì đây là còn cái này thì chúng ta tháo đi, cái này nó ra rồi các bạn này, đây này. Cái này ra này. Cái này ra, cái này ra, cái này chắc cũng ra này. Rồi, ok các bạn. Chúng ta sẽ tìm xem có những con ốc nào nó lẩn không nhá. Đây này. Cái này là cái nhựa nó dùng một thời gian nó mủn các bạn nhá. Tí nữa các bạn sẽ dính nó lại. Nhựa dùng mủn đấy. Đấy. Đây mình để tạm đây để một lát mình dính lại này. Phần ốc này. Rồi, cái này này, ok này, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái mặt D này ra các bạn nhé. Cái mặt D này chúng ta tháo như thế nào? Thì để tháo được mặt D là chúng ta sẽ lấy một cái phần nhựa mà chúng ta lách cách cái này ra này. Đấy, chúng ta lách cách cái khu vực này ra. Các bạn ơi, để tháo được cái phần mặt D và tách cái phần mặt C ra thì các bạn dùng một cái nẹp nhựa như thế này nhá. Chúng ta kỳ vào. Bởi vì tại sao chúng ta dùng cái nẹp nhựa này chúng ta kỳ vào. Chúng ta dùng tô vít cạnh hai cạnh cũng được, nhưng mà nó có một cái trường hợp là tô vít hai cạnh nó sẽ sọc sâu vào và ảnh hưởng đến máy và nó sẽ bị xước máy. Nhưng mà các bạn cứ kỳ như vậy các bạn nhé. Các bạn kỳ này, kỳ vào cái đường ven của nó đây. Đấy. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Thấy không? Thấy không? Chắc chúng ta kỳ đi. Tại sao máy tớ đơn để ở góc 90 độ các bạn nhé? Tớ không gập là tớ cũng không úp xuống. Tớ để góc 90 độ để chúng ta chưa biết được cái kết cấu bản lề nó có chắc hay không. Thì là chúng ta cứ để như thế này. Đây các bạn để góc 90 độ vậy nhé. Bởi vì tớ không biết cái kết cấu bản lề nó có chắc hay không thì tớ sẽ nột ra luôn. Tránh trường hợp gập lên gập xuống này, cái kết cấu bản lề nó sẽ bị gãy cái chỗ này các bạn này. Để mất công làm lại chân ốc là rất xấu máy nhé. Đấy các bạn thấy nó có dễ không? Đây là toàn bộ cái phần mặt D này các bạn này. Của con Dell Invision 147460. Thì đây chính là cái vị trí của quả pin. Thì các bạn sẽ tháo cái vị trí của quả pin ra như sau này. Chúng ta sẽ đẩy về đằng sau nhé các bạn nhé. Các bạn đẩy về đằng sau này. Các bạn nhớ được cáp chưa? Nhớ được cáp rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ vặn bốn cái con ốc này ra. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Được chưa? Chúng ta nhấc quả pin ra. Đấy. Còn đây là bốn con ốc của nó nhé, ta để đây nhé. Này. Cái này chúng ta sẽ nhấc ra này. Kéo ra nhé. Này nhớ cái vị trí này. Chỗ này cái phần răng cưa màu vàng ở bên trên này. Thì chúng ta lúc đông cá cắm vào cũng phải để bên trên các bạn nhé. Nhớ nhá, nhớ nhá. Còn cái này ở dưới này. Cái này ở trên này. Tương tự với một cái quả pin mới mình đây nha.
Đây quả pin mới này, logo của Dell đây các bạn ơi. Vị trí này nhấc quả pin ra đây. Dập khuôn nhá các bạn ơi, dập khuôn này, dập khuôn này. Vị trí cắm này, phía trên này. Được chưa? Đơn giản chưa? Kịch vào nhá. Kịch vào. Kịch vào. Vừa chưa, khớp chưa, kịch chưa? Kịch vào này. Và chúng ta cũng để vào vị trí như vậy. Và vặn ốc vào các bạn nhá. Chúng ta sẽ vặn ốc vào nào. Có 4 con ốc thôi. 1. Hiếu thu tiền cho tôi nha. 2 này. Ờ đúng rồi. 3 này. Ê, hồi em cài thì cài cơ bản, có gì anh thông cảm nhé. Đây các bạn nhé, đây là cái phần mình chúng ta cắm cáp vào này. Cái đầu này nó ở phía trên này, đầu này phía trên này. Còn cái những cái nan nan này nó lại ở phía dưới các bạn nhé. Đấy, đút vào nào. Tại sao nó lại ở phân tích ở phía trên? Mình chưa bắt cận video nhưng mà mình chỉ cho các bạn chỗ này nó có hai cái lỗ này, một lỗ, hai lỗ này. Nó sẽ đấy. Thì chỗ này nó sẽ có hai cái lỗ nhựa các bạn nhé. Hai cái lỗ nhựa nó sẽ đi vào hai cái lỗ này. Đây. Đơn giản chưa? Đơn giản như là. Đúng rồi, chính xác. Như vậy là mình nắp chặt vào rồi các bạn nhé. Nhiệm vụ bây giờ là chúng ta chưa vội bắt ốc, mà chỉ cần bắt ba con ốc ở phía này đáy thôi. Và cái quả pin này xem nó đã chặt chưa, chặt rồi. Tại sao là chúng ta lại phải thay pin? Bởi vì là cái cell pin này nó là cái cell pin ở bên trong máy, nó có 3 cell, 1, 2, 3, nó bị chai rồi và nó bị phồng lên các bạn nhé. Quả này nó chưa phồng hết nên có rất nhiều quả nó phồng cao như thế này. Đấy, thì nó sẽ tung cái vỏ bắt mặt D ra. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp mặt D vào các bạn này. Chúng ta đưa cái mặt B thì cái góc USB này chúng ta ưu tiên đưa vào trước. Cái này thì chúng ta ốp vào sau. Thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ là vặn một hai chân ốc vào thôi nhé. Còn lại cái số ốc là mình sẽ vặn sau. Bây giờ mình sẽ bật máy lên để xem là nó như thế nào nhá. Ok các bạn ơi, lên hình rồi nhá. Lên hình rồi. Lên hình rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cái sạc để là nó xem nó lên phần trăm chưa. Mai. Hiện tại mình đang có pin là 66%. Đối với quả pin mới thì thường thường nó có một vài chục phần trăm rồi các bạn nhé. Thì bây giờ chúng ta xem một cái sạc có lên phần trăm chưa. Nếu nó lên được phần trăm thì coi như là cái việc nạp đã ok. Và khi chúng ta rút sạc ra mà lên 67% các bạn ơi. Lên 67% nhé. Bây giờ chúng ta rút sạc ra mà nó không bị sập nguồn, tức là pin đã làm được nhiệm vụ sạc và xả tốt. Và main cũng làm được nhiệm vụ sạc và nạp và xả tốt này các bạn này. Thì việc còn lại của các bạn chỉ đơn giản là gì? Là lắp các cái con ốc vào các bạn nhá. Và các bạn có góp ý gì hay là có thắc mắc gì và hỏi thêm các thông tin gì liên quan đến pin, hay là góp ý gì liên quan đến vấn đề mà chúng ta làm kỹ thuật, thì các bạn cứ comment phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào.